Ở nhà ông cụ ông nói một câu mà mình suy nghĩ mình mới bỏ được. Ông nói cuộc đời cái thân mình còn bỏ không gì, thì đã nghĩ vậy rồi bỏ chứ tôi có tật. Bây giờ tôi ngồi sử dụng từng cái chai dầu vậy đó, nhớ hồi 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 đau cái lưng hồi mấy năm mới qua Mỹ á, cái nó đau lưng. Ví dụ ở Việt Nam thì mình đau mình còn than thở cái này kia, còn lấy muối lấy cây dồi dôi đó chứ, ông nhớ cây ngà dôi á, cây dồi cây ngà dôi đắp, hay là mình có cây mà môn ngứa đó, cây môn ngứa Vâng, rồi cái môn ngữ thì còn biết. mình xào với muối hột. Ví dụ mình gọi là đau chân thì há miệng mà nó cũng đỡ gì, người an ủi mình này kia. Qua Mỹ cái đi giảng ở chùa người ta, giảng chùa người ta mà ngồi đau quẹo tới quẹo lui than, nó với cô quan hệ cho tôi thiệt định nói tôi mất quay nhiên, nó đau quá tôi phải chạy bộ liên tục. Còn mấy ông thầy đi giảng thì thôi mấy ông có tỏ vẻ ta đây là thiền sư là pháp sư rồi, ta ngồi đâu ngồi đó chứ đâu phải mình. Vâng ạ. Hồi xưa hồi mấy năm trước tôi sợ lắm, sợ nghèo sợ đói sợ không có tín đồ, sợ cái kiểu như mình lúc nào mình phải xin lỗi vậy mà người ta còn bắt lỗi đó nghe, chứ không phải như bây giờ mà tôi chửi lung tung beng mà không ai ai bắt lỗi tôi thì đừng nghe. Ví dụ như hồi xưa không có, mình mới qua mà mình chưa có tín đồ chưa có giấy tờ chưa dễ sợ, ngồi mà lỡ mình nhúc nhích cái mình cũng sợ. Tới đây ông thầy gì dạy ta ngồi thiền, trong khi ngồi chút cái thôi trở bộ liên tục mà mình cái bụng thì nó bự, cái giò nó đau cái lưng nó đau, thì cũng về đặt bộ than rồi nói với cô thông cảm tôi cái lưng tôi đau quá rồi nhăn 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 rồi vậy nha, đau quá cô nếu tôi có lỡ trở bộ thì cô cảm thông cho tôi này kia nọ. Xong cái giảng xong bà này bà kia chạy lại, bà này đưa chai dầu loại Đài Loan, bà nọ đưa chai dầu loại Nhật Bản, người nọ đưa thuốc xoa rồi kia đủ loại hết. Người nghiêm ta chạy theo ta đưa nhưng mà ta đã xoa rồi còn chút chút đi nè, nhưng mà cái chùa nó có gắn camera phải không, ta tưởng đâu là Phật tử chạy theo rồi đưa tiền cho đàn này chắc đàn này giảng mê hoặc cái gì đó vậy đó, thì cũng có người cúng dường. Thế dù đàn này giảng thì cái người nghe thích hợp nó cũng cúng dường, nhưng mà thật sự ta chạy theo tôi nói mà thầy thầy con cái thăm nãy nghe nói cái lưng thầy đau mà đau là nguyên nhân gì, là nguyên nhân là thần kinh tọa hay là thận, hay là ví dụ ta hỏi gì nó không, tại vì tôi hồi nhỏ hồi mới trong nhà đi tu thì còn bé quá thì thầy tôi làm cực quá tôi chịu không nổi, nhưng mà tại vì tôi già trước tuổi tôi lớn xương tôi lớn con thành ra đâu thấy tuổi tôi bé, nhưng mà mới có mười mấy tuổi thành ra tôi vác hai bao xi măng một lượt nó cục nó nặng quá thôi ráng cho nó lẹ cho rồi á, nó có cái huông thành ra hai mùa lạnh lâu lâu cứ sau này mình nói hồi xưa tôi quýnh gãy lên con heo đó chắc quả báo hai cái đó cùng thời nó quả báo vậy đó. Thành ra cho nên là thôi chứ không phải là thần kinh tọa, không phải là gì mà tôi nhỏ đâu có gì đâu mà thần kinh tọa hay là thận hay là đều có đâu, hay là đó thành ra người này nói thầy vậy thôi thầy xức cái loại dầu này, giờ này con xin lỗi thầy con xức đoạn khúc rồi còn chút nhưng mà dầu này thấy hay lắm được kia, con không biết chứ phải con biết là con đem theo cúng dường thầy rồi, họ nói là tấm lòng thì cứ họ nói vậy thì mình cứ mình nhận chứ biết nói thì sao. Có người thì nó không không cô để xích vô nó không tạo muốn cái họ năn nỉ của mày giảng thời nữa nhưng mà chùa không có cho, chùa không có cho cái là làm ông thầy lớn ông ấy xin lỗi mẹ, ông nói là ta vô ta xin thì tôi tính chịu tôi quan hỷ rồi, nhưng mà tôi nói lại ban tổ chức thì ban tổ chức nói có lịch thích trên rồi còn bao nhiêu thầy không có vô giảng được thôi ngài thông cảm cái vẻ đời đời mà mấy như hôm mà đó cũng mày học. Thật ra tôi nhớ cái bài học đầu tiên mà tôi qua Mỹ mà tôi đi gọi là xuất ngoại qua cái nước khác đó đi giảng đó, là những cái chai dầu tôi để tôi dòm tôi nhớ chút vậy đó, mà dục cũng nhiều rồi giờ cái nào nó còn chút xíu rồi mà thôi kệ để nhớ cái kỷ niệm đó. À, nếu mà giữ được tới đâu giữ sau này á, nếu có vị nào mà muốn đi giảng đâu thì vậy đó tôi nhắc lại đó hồi xưa vậy đi tới chùa ta đừng có bày đặt cà thang đứt nhức chân đứt lưng rồi ta đem ta cúng dầu á, là ban tổ chức họ rất là phiền,
Đời mà bảo thủ ghê lắm. Bởi tôi mới thấy cuộc xã hội này nó cái thế gian này không biết bao nhiêu cho đủ là vậy đó. Cho nên nó sau này đi tới chùa người ta giảng rồi sợ lắm, giảng rồi lủi lủi đi vô phòng. Ngay cả hòa thượng Phú Tịnh nó cũng nói đi tới chùa ta giảng rồi đừng đi nghêu ngao con, vô với thầy vô phòng thì chắc ăn nhất. Vậy mà ta vô tới phòng ta kiếm ta cúng dường mình mà cũng chưa yên ổn đó nghe, chứ không phải dễ yên ổn đâu, nó có phe có đảng hết trơn à. Ví dụ bây giờ nó có một thành một cái tổ chức, nó nhóm nó mời ông đầu sỏ rồi nó giảng xong rồi xuống ăn nhậu nhau thì nó chia chác nhau, nó không có khe. Cho nên bây giờ mấy nhãn sư đa phần là dưới ăn nhậu nhiều á, nó nhậu xong rồi ta ở lại 2-3 ngày nó không lo, bởi vì bây giờ anh nó chia chác đâu cần, nó chỉ cái mục đích ăn nhậu thôi. Còn chuyện mà mình đi giảng mà mình giữ gìn cái quy nghi tế hạnh cái nề nếp cái gia phong rồi nó coi chừng nó nghi kỵ mình tỏ vẻ là cái Phật tử nó thương, đang rù quến Phật tử nó ở cái đời ghê lắm. Còn mình nhà giảng xong rồi tối bài ra mâm khô mực rượu rồi cắt kè rượu kỳ nhâm rồi nhậu rồi yên chuyện à. Nói đừng có hòng mà mấy ông giảng sư mà giảng thiệt lòng mà đi giảng được cái đất Mỹ này, kể cả cái hải ngoại này. Còn Việt Nam thì được, Việt Nam thì tại vì nó có cái nó còn cái hệ thống giáo hội. Ví dụ như ông thầy đi giảng xong rồi đó là đề cơ do dưới sự chấp nhận của cái hệ thống giáo hội này kia, rồi giảng xong tao leo xe tao về không sao. Còn mấy cái hải ngoại này là nó giảng xong nó phải ở lại một hai ngày đang nhậu, vậy là nói với nó đồng hạng đồng lộ với nhau. Có Phật tử đông thì nó giảng ăn chay không à, có Phật tử đông thì ăn chay ăn kỹ lắm. Nhưng mà sau đó rồi tối màn đêm buông phủ rồi gà gái canh ba canh hai chứ chưa tới canh ba nữa là bắt đầu á, thì nói sâu sắc nó thấy đau đau mà hả, nói ra ta ghét rồi mà người nói. Cho nên mấy ông Ta nói vậy, nghe đa số là như vậy hết rồi sao, nghe không có cái gì gọi 100% thì không phải là dạng toàn như vậy, đa số thì có nhưng mà nó đa số thì nó cũng còn một thiểu số, nhưng mà cái thiểu số đâu có chống lại cái đa số. Ông với cái xã hội ngày nay mà Phật làm sao chống lại với ma. Ông thấy ví dụ như ông Ngô Văn Kiệt tối tôi coi phim đó, ông nói ông là chánh chứ ông đâu đâu là tà, mà giờ ông chửi luôn cả không không chửi, ông có nói chửi mà ông nói mấy ông thầy chùa chứ không chửi. Ông chùa chơi ông để cho đóng cái cửa Thiên Long Sơn, ông đó ông sẽ bỏ tiền ra coi như là 100 1 triệu đô thưa tới cùng, ông lôi đầu hết mấy mấy ông thầy chùa thì ông vậy, ông đâu có chửi, ông nói hiền quá không có chửi. Đấy, tôi không hề tôi chửi thầy chùa, tôi không hề tôi đụng tới mấy ông thầy, mà mấy ông thầy chơi tôi thì tôi cũng hề với lòng tôi là tôi không bao giờ đụng tới mấy ông thầy á. Nhưng mà đây thì tôi sẽ bỏ 1 triệu đô tôi lôi đầu ra thôi, chứ tôi đụng là đâu đâu có chửi. Sao làm được ở đây mấy ông thầy chùa, sao làm được cái vụ đó, đất người ta mà người ta muốn làm người ta làm chứ, nó có giấy phép đàng hoàng thầy ơi, nó thì toàn là nghi kỵ. Nhưng mà thí dụ như bây giờ thầy chùa không làm được nhưng mà họ nói thế, thì họ rù rì xỉ nhau là cái ông nội đó, bởi vì ông nào cũng dỗ gần ta đây là tà là chánh chứ đâu có nói là mình là tà. Thì mấy ông thầy thì nhất là mấy ông thầy cái dùng đó chịu đâu có nổi, ông hiểu không? Thí dụ như cái ông này không có tiền ông mở ra thì ông đâu không mở chùa bị cái Thiên Long Sơn đâu, ông nó đâu nói chùa, nên bảo là cái chánh điện ông nó gấp phía là cái chánh điện của mấy ông thầy chùa, tính ra cái chỗ mình đây là cái lỗ mũi của cái nhà bếp của ông mà mình chưa bằng cái nhà bếp của ông nữa nghe. Ý nói vậy đó có nghĩa là ta có tiền thay ngoài đời mà. Thì ông nhớ là xã hội ngày nay ông thử ông có tiền cái ông mở về coi, ông thu gom là tự động có người tới à, ông không cần cái quỷ cái ma ông bỏ trước đi, sợ ngày nay phải bỏ trước nha, ông không hề để thùng công đức mà thôi vậy thôi thì im mồm đi, không để 6 cái không không gây quỷ không tổ chức không được kia. Ông nhớ từ từ là để không nghĩa là có đó, thì ông đâu có gây quỷ có tiền phải ông đâu gây, thậm chí ông không để thùng công đức đâu cần. Ông nhớ là mới đó bỏ bao nhiêu ông hiểu không? Chơi bỏ bao nhiêu, ví dụ như Phật tử tới thăm tôi nè,
Thà họ cầm bảo thơ cúng dường tôi còn có lấy chứ họ cầm để cái thần mà bỏ bao nhiêu. Ông hiểu không? Trời. Nhưng mà đã mấy ông thầy chùa ta tính xấu cái đầu người ta rồi, mấy ông đừng ý ngoài đời, mấy ông khôn hơn. Mấy ông khôn hơn thì khôn hơn là không có chuyện mà thế gian á, vợ con tôi tớ đồ làm ăn rồi thì ông khôn hơn. Chứ còn tiền bạc á, mấy ông tính không làm mấy ông thầy chùa này đâu. Cho nên đó, bây giờ cái Thiên Long Sơn giờ đóng cửa rồi. Tại sao đóng cửa? Lý do nó có giấy phép mà. Tôi không có cái chuyện đó, mà hỏi tôi hỏi ai đó, tôi không có coi. Tình cờ nó nhảy ra cái điện thoại của tôi đó. Nó nhảy ra cái internet mình á, mình coi thôi phải không? Thì cái anh mà Tiến Dũng Media đó, Tiến Dũng ở miền Nam Cali lên, nó rất Cali. Ông gắn thì ông nói ông không đụng tới ai mà bây giờ đụng tới ông sẽ lâu ra từng người. Bởi vì ông nói là thật sự ra là chỉ có Kiệt coi như là người tu chính đắc thì ông nói chứ cái chuyện đó tôi không có hề cười, tôi không hề nói gì nghe, đây là ý tôi nói cái lời của ông thôi. Chứ tôi cũng không gì mà tôi sợ, nhưng mà ý ông nói. Bởi vì cho nên ngay cả mấy ông thầy mà đâu có được học hành như ông đâu. Ông là coi như là ông Trạng Trình Vĩnh Khiêm nè, ông Trần Hưng Đạo nè, ông Phật Thầy Tây An nè, ông Quỳnh Phú Sổ nè, rồi đó là những ai đây là những thầy phải chịu trách nhiệm dạy ông. Ông cần lúc nào tới dạy ông lúc đó đó. Còn ông cha trời mẹ đất ở vợ chồng ông Ngọc Hoàng là coi như là ông là con, là ông là thái tử đó, cho nên ông là thái tử mà. Rồi cái gì đó, rồi coi như là ông nói là ông Trần Nhân Tôn rồi đó là coi như là bạn lữ đồng hành hết á. Coi như là ông nói là ông vô gõ vô Tiến Dũng Media là Thiên Long Sơn đóng cửa đó, là ông nói thẳng thừng vậy chứ không có nói là mình nghe đi nghe lại, là tất cả với ông đó là ông tiếp hết á, coi như là ông tiếp xúc hết, coi như là tới dạy ông rồi cái gì hết trơn cái trời đó, là kể cả Phật Thích Ca, Phật Di Đà đồ là ông tiếp từng, ông tiếp hết các ngài đó, là coi như là hiệu triệu ông tiếp hết, ông nói chuyện hàng ngày, nói chuyện hàng giờ vậy đó. Thật coi ông ngon lành vậy, xong mới sao bị đóng cửa. Là lậu tức đó, bây giờ bỏ 1 triệu ra đi thưa từng người, lâu ra từng người đó. Ông nói nha, mấy ông thầy nói tôi là tà đạo, nói mê tín, chứ thật sự mấy thầy đâu có biết, phải tu như tôi á, tu tới đó, chứng đắc tới đó thì mới hiểu được Kiệt. Kiệt là coi như Thật Thích Ca hoặc Di Đà rồi, là coi như là nói chuyện từng giờ á. Trời. Rồi bây giờ Hùng Dương mà về nói ổng hay từng gì nói chuyện ổng chỉ biểu ổng từng cách từng giờ vậy đó, nhưng mà chỉ thiếu con cận ông mà ông thờ đủ hết trơn mà ổng thiếu con ông à, mà ổng nói ổng không chính trị, mà đôi khi Lý Thường Kiệt nè, rồi ông gì mà Trận Nhiệt Đảo rồi nè, ông Nhiệt Đảo là ông gì Trận Nhiệt Đảo ở Kiên Giang á, quýnh Trận Nhiệt Đảo Nguyễn Trung Trạch nè, ông Lê Văn Việt nè, là coi như tất cả đều là sư phụ hết, nhưng mà còn người ông thờ, cho nên bây ông thờ người đó mới kẹt, mà thật sự ông không thờ mà ông hiểu rồi, là con người ông thờ hết các anh hùng lãnh đạo dân tộc, mà con người lãnh đạo mà ông thờ cái này ông tức ông đây giờ mấy chi bộ đó chơi ông. Tôi nghe tôi ráng mò mò, tôi nghe hồi ổng nói trời ơi, tôi nói thiệt tu cỡ như Ngô Tấn Kiệt thì ngon, coi như là ngoài trời cái giờ ổng bả ôm nhau thôi, chứ ngoài đó là toàn là thần thánh xuống nói chuyện ổng không. Ổng không nói câu gì tôi nói nghe, ổng nói dù ngoại trời vợ chồng ôm nhau nghe, nhưng mà ý ổng nói vậy đó là coi như thần thánh nói chuyện từng giờ vậy đó. Nhưng mà tôi nói bụng đấy, thần thánh thì chắc cái giờ ông bả ôm nhau mà thần thánh rịch bịch mắt chạy xa thì đâu có dám vô. Rồi bây giờ phải ông phải lôi, ông phải chạy xuống cầu diện với Tạ Đức Trí rồi đó, với mấy cái anh chàng thị trưởng, mấy anh chàng nghị sĩ nghị viên rồi đó, giờ phải đặng quýnh cái đám mà ông nghi kỵ, chứ còn biết có không, mới là đóng cửa không á. Ông chi ông ra là chi bộ đó, ông sẽ lôi hết mấy ông thầy chùa, mấy ông chi bộ này ra, chứ ông không hề đụng tới thầy chùa gì hết.
Bởi vì sao? Thí dụ như ông làm ông bỏ cái tiền ra, ông nói là một tuần chủ nhật kia đó là ăn có thể mấy trăm người cho tới cả ngàn người ăn. Lên ông cho ông phi không nè, lên tới đó là phi, đạo nào muốn theo theo đạo Phật thì theo chứ phi. Thì tôi hỏi ông, trong khi chùa ta đó, xung quanh chùa á, ăn phi đã không có rồi mà ta còn bán nữa, thì tôi hỏi ông gì ông không đụng tới thì chùa đó. Mà cái dù sa hu dê, cái dù sa hu dê thì ông biết rồi, là cái thứ gọi là một rừng cọp, đây là tôi nói cọp nha, Tàng Long Hoa Hậu tàng đó. long ngoại hổ. Mà ông chơi vậy thì ra ta ta thôi hai gì, thứ nhất là ta tới chùa nó tốn tốn kém mà nó chật chội, bây giờ nó thì một cái dãy núi ba trăm mấy chục mẫu mà, thì bây giờ ta tới ta thoải mái về không khí không gian, thoải mái về ăn uống, thoải mái về đi du lịch tham quan, thì dĩ nhiên là Ai đi chùa làm gì? ai chùa làm gì, thì À, nó đúng. đi vậy đó. Như vậy ông đóng cửa là phải rồi thầy. Vậy đóng cửa là phải rồi, chết tôi rồi. Thì đó thì cũng tội ổng nói ngay, nhưng mà thật ra nếu mà ổng đừng có dỗ ngực xưng hùng xưng bá quá thì chắc không đến nỗi nào. Kệ mình âm thầm ai không làm gì, cần đằng này cứ mình toàn là tiếp nếu Phật không hòa Phật của chúng tôi lại tới bộ đội và ổng còn tiếp không à, còn kia tôi cầu tôi nguyện tôi gia tôi xin sớ điệp nè, bông trái nè, hương đang hoa quả gần chết rồi Phật không về, Phật cứ về ổng không. Khi ở chùa mấy ông thầy á, ông thấy cái gì cũng triệu thỉnh Phật ra hết trơn, nghe cầu nguyện nghe gì đó từ mười phương chư Như Lai, mười phương Tam Bảo, thì từ quán gia gì quan gián đạo tràng chứng minh công đức, mà không quan gián mà trong khi ổng không có cầu cái kiếm ổng hoài rồi ra mấy thầy ông buồn sao được. Ông Quốc ông Kim Sơn ông nói thầy chị ta đi đây cái ta không có đi Kim Sơn, giờ Kim Sơn kiếm chị không từ từ. Thì Kim Sơn cũng đẹp nhưng mà đâu có đẹp bằng tôi thấy Kim Sơn là tu viện mà thầy, tu thầy viện đó lớn lắm mà thầy, thì lớn lắm nhưng mà cái chùa thì cắt cái đầu sợ chứ thật sự làm sao bạn không có kiệt mày. không không có kiệt cái cảnh quan nói bị, nhưng mà cái chùa Kim Sơn lớn lắm mà thầy, Nói cái nhưng ông mà thầy gì mà chứ đeo lụa đó, đây nhưng là mà lụa chưa đó ông đi xong, chưa xong, thế hả? chưa có xong. Trời mấy thầy đâu bao giờ cắt chùa xong chi ông, để cho ba tánh nó gieo duyên như có phước. Cắt chùa xong rồi Phật tử Lâu nó lắm không rồi có thầy, lâu lắm rồi, cả chục năm rồi nghe thầy. phước. Thường thường cái quy lực của vũ trụ trời đất của thầy chùa đưa ra là cắt chùa là không có cho xong. Nếu có xong Phật tử nó hết phước. Cứ vậy cứ để hoài kéo dài hết này kia là cứ hả dư tiền thì mua đất thì cắt mấy chùa nhỏ, còn cái chùa cái nơi là đại tự thì phải để hoài vậy đó, không có cho được cho xong. Mà xong rồi cũng phải kiếm chuyện gì đó để cho nó không xong chứ không được xong. Xong Phật tử nó không có được cái duyên gieo phước nữa không. Mình nói ra thì cũng vui thôi kệ, yêu bà nói thôi chứ mình học tôi không ý, tôi cũng không đụng tới ông Ngô Tấn Kiệt mà tôi cũng không đụng tới mấy ông thầy chùa việc gì, nhưng mà mình ngồi hoài mình coi cái thế sự rồi đi chơi vậy đó, coi mấy anh đã không rồi ăn no rồi mấy anh chọn qua chọn lại mình coi chơi, nó cũng là một cái phim. Nhiều khi tôi nghĩ thôi tôi không thích coi phim Tàu dài tập, tôi không thích coi phim Đài Loan, tôi không thích thích coi phim tình cảm, tôi ngồi tôi coi phim mấy anh đại gia nó quýnh nhau, mấy anh thầy chùa quýnh nhau cũng hay. Cũng hay. Bây giờ nếu mà ngồi lại tín đồ Phật tử bây giờ ngồi coi là nhiều phim hay lắm á. Thứ nhất là mấy anh đại gia nó quýnh nhau, mấy tông môn nó quýnh nhau, mấy ông thầy chùa quýnh nhau, mấy giáo hội quýnh nhau, Nam Bắc thầy chùa quýnh nhau coi hay lắm. Coi trò trẻ con á. Tròn nít đó, chứ còn nếu thật sự là thầy chùa thiệt thì ai quýnh nhau. Rồi trẻ con vui vui lây, ai giết lại không đâu kiến đâu thấy đâu. Mẹ nó cho hai con chó, thấy thầy vui giờ cho buồn mồ chứ vui gì, tại chẳng qua giờ mình suy nghĩ thôi thì nó lạnh quá, mà nếu mà nếu có nó ở đây thì thật sự nó cũng lạnh tội nên nó thôi hy vọng nó vô đó.
cứ nghĩ những cái điều tốt cho nó, cái mình thấy nó nhẹ ra. Chứ thiệt mình thấy nó ở đây, nó vô nhà thì nó vô không được, mà ở ngoài thì nó lạnh, nó rung, nó thấy thấy cũng tội thôi vậy, cái nghĩ vậy mà vui ra quên đi. Quên đi chỗ con CC rồi, ông nghĩ tới vụ CC rồi, quên. Nhưng mà thầy cũng rộng chỗ rồi đó, thầy giờ gặp lại rộng chỗ á. Dạ rộng. Rộng nữa nè ông thầy á. Rộng thêm một chút nữa. Rồi đó. Là quan trọng nhất là cái tâm đầy không có bị loạn hoài. Con thấy là cái ngày nào nó có bực cái gì thầy là thầy loạn. Thầy khó chịu, thầy không? Nó, thầy thay đổi theo hàng ngày như vậy nó khổ lắm mà. Tâm mà chỉ loạn hoài là khổ lắm. Thôi kệ nó đi. Cái duyên nó tới đây thôi. Thôi thầy ổng là cái kinh nghiệm đó thầy. Chắc không bao giờ thầy xin nữa đâu. Không bao giờ thầy nuôi con gì đâu. Đúng, nuôi con nhỏ đó. Tôi nuôi cái thứ là cầm tay á. Nhưng mà nói sao chứ không xin. Chừng nào có như kiểu xe vậy đó thì mình thương, mình nuôi thôi. Cái xin thì không xin nữa. Thầy đừng có riêng, khổ lắm thầy ơi. Nó cũng là một sinh vật đó thầy. À, nó bị cái gì thầy cũng đau khổ lắm á. Bị tật, mình còn bị tật nó không vậy thôi. Nó bị nó đông, nó ăn không được, nó gầy, nó ốm, thầy cũng khóc dở, chết dở đó. Nên con sợ lắm rồi thôi. Thôi, thầy chứ sao mà được, đấy thầy yên tĩnh rồi thầy, ok. Có cái lo này nó lát kẹo này ngon lắm nè. Kẹo gì? Không có thằng Lâm, kẹo này bên bữa cô bên kẹo vậy. Đời, cái gì rồi nó cũng qua. Cứ nghĩ vậy đi, thì không có cái cuộc chia ly nào không buồn. Mà không có cuộc đời, không có cuộc nào mà tồn tại mãi mãi. Dạ, đúng. Vậy rồi nó cũng qua thôi. Mà thường thường nó là thế. Nó có để lại cái dấu ấn cho mình chứ này. Nó để lại thầy. Nhưng mà nó qua thường, mà nó để lại. Cái gì mà buồn, cái gì mà buồn nhiều á thì nó lại mau quên thôi. Thường thường vậy đó. Cái gì mà buồn nhiều là chóng quên, chóng mau quên. Ông nhìn kỹ cái mấy bà giá, mấy ông chết vợ, mấy bà chết chồng không? Nè, đưa cái hòm ra cái nguyệt. Cô nào mà chạy ôm cái nguyệt mà mình nhào tử thì không tới 49 ngày có chàng khác. Còn cái ông nào mà đưa tan vợ mà ra tới nguyệt mà nhào đòi chết theo là chắc chắn không tới 3 tháng. 2 tháng thôi là 15 ngày là không phải có bà khác à. Có thường vậy đó. Nói rõ ràng nữa, bà nào mà chạy, anh ơi, sao anh bỏ em ra kia đó là rồi, không tới 49 ngày. Ngày 47 bà phải có để ngày 49. Ngày 49, nó đỡ đau buồn. Đi cảm quá vậy. Đó. Nói là mấy ông thì là không tới 3 tuần, 2 tuần rưỡi ha. 15 tới 17 ngày phải có người khác. Không như vậy thì mới đưa ra cái... Ông trang tử ông thử vợ á. Cái cô kia còn đi quạt mồ. Vợ ổng thì mồ còn đó, đi bữa nấu quan tài á. Có người này người nọ, thầy ơi, thầy nói vậy tội nghiệp quá. Cũng có người này người nọ. Không. Năm thủ tiết. Không có, những người ta thủ tiết ta rất hay. Ta điềm đạm chồng chết hay vợ chết, ta bình thản, ta lo lắm ma cho nó chu toàn. Sắp xếp gia thế ổn định lắm. Còn mấy cái người mà nó nhào tử, nó ôm, nó khóc rần rần là không bao giờ thủ không nổi, chưa thủ. Nó thiếu, thầy chịu không nổi, nó mới đi tìm thôi. Đó là sự thật á. Nên là ông để nhìn kỹ cuộc đời ông trôi qua, ông nhìn kỹ những người. Nói gì không phải quên đủ hết cả nắm, nhưng mà đa phần. Nếu như mình nói cuộc đời là cái gì cũng được, cái đa số á. Người nào mà bình tĩnh trong cái tang sự vợ chết hay chồng chết thì người đó lâu cả đời có khi họ không tái giá, mà không có vợ khác. Ông nào mà vợ chết rồi đòi chết theo đồ nhà thôi, chồng tu theo bà đi, chồng tu theo bà đi là chắc chắn 15 tới 17 ngày chứ không tới 20 ngày là phải có bà mới quán cà phê. Đó là sự thật. Mấy bà thì lại, mấy cô thì lại là không tới 49 ngày, 45 tới 47 ngày phải có, đợi ngày 49 nó đỡ buồn. Không biết đó là nó như vậy, tôi biết quá. Hồi xưa nó có cái tục lại là mấy bà chết chồng đi kiếm mấy ông thầy chùa nữa.
Thành ra mấy 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 một số mấy bà đau khổ quá, đau khổ chịu không nổi, mới đi rước mấy ông thầy chùa về làm thắt thắt lai tuần á, làm ban đêm á, làm tối ban đêm, nửa đêm dậy dậy tụng kinh. Rồi để làm để nghĩ em vấn đề có thầy nghĩ sao mình nghĩ mà thầy thầy đụng chạm bây giờ chưa tôi quý bà thượng kể rất rõ ràng nghe hồi đó có bà thượng xin giấu tên rồi bà thượng đó tên gì thôi giấu luôn để giấu tên rồi à ông nói con nghĩ coi với thầy nghĩ coi tại sao giờ tôi không có chứa đàn bà không có chứa phụ nữ trong cái chùa. Bởi vì thấy hòa thượng ở có một mình nè, mà mỗi năm thì hòa thượng mở hạ tu 3 tháng á, ở hạ sau rồi đó, hạ mở hạ thì cái chùa mới rộng. Và đặc biệt hòa thượng là ở có một mình nè, mà con bà đó thì tới hạ thì hòa thượng cho sách gối lên công quả ở luôn 90 ngày luôn. Mà hả mấy thầy về là hòa thượng đuổi về. Cái với thầy cứ với thầy nán ở lại đó, bà thầy, bà ông sư ông, sư ông già rồi bây giờ cần á, sư ông có còn ba lên nữa hả? Ừ, nhắn lên được kể chuyện mua. Ông cảm ơn ông nữa là ông ra không có làm không có kẹo bánh sáng được cảm ơn thanh lâm ơi. Dạ. À, đúng thiệt của anh gần chết rồi của anh này. Thầy còn tô nào? Cái gì vậy? Thầy còn cấp nào cho con cấp được không? Còn nhiều lắm. Dạ, cho con cấp để cho con la nó thích lắm. Ông bà còn nói thầy có muốn nuôi gì nữa. Ôi trời ơi, thôi mô bà kìa. Để cho thằng nhau bữa nay tôi ăn cơm. Vâng. Ba bữa nay nó không thích cơm. Thì đó, thì nó con bảo thầy có nhiều muốn nuôi, nó bảo sẽ anh lấy cho em. Đó, để chấp thầy. Bữa nay là... Sao, xe sửa xong chưa? Dạ. Xe sửa xong chưa? Xe... Tôi đi sửa cái nhà nhỏ chứ. Sao anh bảo xe hỏng, xe hư gì? Này là uống trà, uống loại trà này nặng mà. Thầy nói. Thầy nói, ai biết đâu nó xe hư gì. Không biết xe anh. Đi sửa xe, thầy đi sửa xe cho thằng nhỏ, rồi tôi phải chở nó đi. Đây cái này của anh nè, đây thầy cách mời anh. Nó đá là mềm, nó dông đó. Trà bắt đúng là bắt nè. Trà này không bắt. Hả? Trà này không bắt. Không. Trà này trà. Trà Đại Hàng. Không, trà Bắc hôm qua mới. Hôm qua thì trà Bắc, bên đây trà Đại Hàng. Bữa hôm nay trà đó mới đúng đây, này, chẳng tới đâu, ông không tới cho nên tôi không đang pha trà Đại Hàng mới ngồi soạn cái tủ từ sáng giờ nè. Tại lạnh mà tôi soạn sức mồ hôi á. Đây cái bụng bây giờ nó sắp đẻ rồi, nó khổ vậy đó. Ngồi lên ngồi xuống là khổ quá. Mới có 200 mấy tháng chứ mấy mà nuôi gì. 240 rồi. 240 tháng hả? Ừ. Vậy thì chắc là tôi chắc con hơn quá. Chắc chưa đẻ ông sao đẻ được. Anh đi anh trao lên đi. Cái này mà uống nước trà nó lạc khỏe. Cái này là bởi đúng rồi. Cái bánh lau uống nước trà lạc khỏe. Và cái này á thì nó cứ nghe ngậm mới được không? Đó, đó cái này may ra cái đồ ngọt ngọt đây. Nè ông Đa. Dạ thôi mời thầy. Ăn lên đi đó. Không đi. Thôi con ai đủ á, con cảm ơn. Đó thì phải ngậm chứ còn nó cái mấy bởi gì. Này cái. Ồ cái mùi này nghe cũng có cái mùi trà đó. Cái mùi trà nhưng mà nó pha nhiều loại nó có. Còn cái trà của Nhật Bản đó. Trời ơi nó gửi lộn nhà tôi gói mà tôi uống tôi nói không nghe mùi gì trên trời. Trà của Nhật không mùi. Nè trà này nè. Lá cây. Thử coi, thử coi. Thử coi. Thấy không? Không uống nước rồi mới nghe nè. Mà nghe còn có mùi chút của trà Nhật không có miếng mùi. Này nó có cộng ở trong này nè. Rất là thanh, rất là tinh khiết. Không biết vì sao bây giờ tại vì đâu có biết đâu. Thì cái gì của ông Nhật thì nó cho nó là tinh khiết. Tại vì nó ở đảo bụi bay nhiêu rết xuống biển hết trơn thì nó khiết chứ khiết nội tôi chứ khiết. Mỹ nó bỏ mấy trái bơm mà cũng có mình bù trời khiết gì. Tại nó luôn tự hào cái đồ nó gì cũng tốt. Nếu nó ăn tinh khiết mình ăn cá nó cá sống. Cá voi cá ông nó bắt đang láng hết trơn mà khiết nội tôi chứ khiết. Nó là thằng quỷ thằng Nhật Bản này mà ai ôm chân nó đi rồi má nhìn nó ra. Trở lại á, cái vụ hòa thượng đó đó. Cái là cái mấy ông thầy đó bạch ô sư ông, cứ miền Nam cái sư ông. Nó đó có
vụ đang nói vụ cúng thất, vụ chết cháu ông đang ông tin. Tôi nói cái người nào mà vợ chết á mà ôm quan tài lúc mà đi chôn á, mà một hai đấy tụi bay chôn tao trước đi rồi chôn ma vợ tao theo chôn tu trước đi rồi kia nọ đó, là chắc chắn từ 15 tới 17 ngày là có một cô ngoài quán rồi, cà phê rồi nó nhào tử vậy đó. Nhưng mà không tới 21 ngày là không tới 3 tháng, từ 15 tới 17 ngày. Còn cái cô gái nào mà chồng chết bà cha ơi anh ơi em sống dài em chết là rồi, coi như không bao giờ tới ngày thứ 48, ngày 45 tới ngày 47 hả, là phải có một chàng khác để mà nó đỡ buồn ngày 49. Rồi cái tôi mới nói là xưa có một thời gian là mấy bà đi kiếm mấy ông thầy chùa nữa, mấy bà ra dụ mà mấy ông thầy mà tụng thất vào giữa đêm á, gọi là chiều khai kinh này, nửa đêm tụng kinh là ngày sáng hôm sau ra ngọ bài ra, nửa đêm tụng kinh để cầu quỷ sứ diêm vương rồi nó tha tội, nửa đêm mà người vợ mà tha thiết cúng chồng rồi kia ông thầy ông cầu trở lại ông hòa thượng này. Rồi hòa thượng mà từ xưa mà nói theo cái xưa chứ tôi không có chế nhiễu mấy ông thầy tu, thì hòa thượng bây giờ nghe, hòa thượng hồi xưa thì cái lục hòa tăng mà, thì tới hạ xong rồi ai cũng nói bạch sư ông có cô có bà phật tử này bà giỏi quá à, bà hai con rồi thấy tội nghiệp bà thôi, hòa thượng cho bà công quả mỗi ngày bà xách đồ ăn tới bỏ tủ lạnh rồi cho hòa thượng, rồi bà nấu cơm rồi bà giặt ra giặt miệng giặt mùng rồi quét phòng rồi cho hòa thượng biết không. Hòa thượng bà ông nói không, nhất quyết không là không, hỏi riết ông nói không là không, tao không là không, tao ở một mình à. Nói riết rồi cái phật với bà cứ khóc hoài, bà khóc bà nhờ mấy thầy xin, bị gì nhà của bà này nó cách mấy chục cây số lận, mà một năm hòa thượng chỉ cho bà xuống là cái ngày mùa hạ thôi, là mùa hạ có mấy thầy về tu bà công quả, còn không là không. Cái cuối cùng bà thì bà buồn quá, bà ôm cuốn gói bà đi về, mấy thầy mới hỏi thiệt sư ông tại sao sư ông vậy, bây giờ không có người mà tụi con thì mỗi người có chùa khác hết, đâu có lo cho sư ông được, chứ sư ông già rồi đâu còn gì đâu ý đó vậy. Ông nói tôi thấy cái ngữ này tôi ngán lắm. Ông nói hồi đó cũng cái ngữ này nè, mà tao với tao xỉn tới bây giờ này không hết xỉn không. Hồi đó đi có đám ma, con nhỏ nó chầm nó chết, nó mừng nó khóc quá, khóc thấy xuống đang nỉ nó cứ nó nhào tử không à. Nói bạch thầy thương thầy cứu chồng con, cầu siêu cho chồng con thương chồng quá. Rồi nó đang nghĩ là tôi nói xa quá, một ngày một tuần cúng buổi thôi không chịu, nó là phải chiều hôm đó lên ở cúng cho tới ngày sau ra ngọ rồi mới về. Hồi xưa đâu có xe cộ gì mà đưa, toàn là quải cái nốt đi bộ không. Ông nói lên cúng thất thứ nhất không sao, thất thứ hai cũng không có chuyện gì, thất thứ ba nó hoài á. Thì cúng xong thì vì cúng ban đêm mà 7-8 giờ cúng gọi là một chập, rồi 12 giờ vậy cúng chập, 11 giờ nó cứ hồi nó lại, nó dịnh mồm hỏi chứ thầy ngủ được không thầy, có mũi có cắn không thầy, nếu có mũi thầy nói con bắt mũi. Ông nói được rồi, bắt thứ ba nữa lên nha. Cái tháng thứ tư đã mình leo vô buồn mình ngủ rồi, cái đó bà đặt nó đứng về, nó bẹp nó bắt mũi hoài à, nó phét lỗ buồn nó cho mũi chui vô trong á, rồi cái đó là bộ nó chỉ mũi cái cúng xong rồi mệt thấy mồ dai mặt vô vách ngủ đâu để ý đâu, nó leo vô bắt mũi hà hồi cái giật mình tới dậy thấy sáng ai về nó cầm cái đèn dầu á ngồi dưới chân á. Tháng thứ tư nha. Tháng thứ năm đang nghĩ cúng cho nhiều, cúng kinh cho dài được kia nọ, cái cúng cái rồi nữa đi mũi nó cắn cái gãi cái kéo cái quần nó gãi vậy nè, gãi gì cái nó chà mũi cắn nó gãi nó gãi tới thắt thứ sáu hết chịu nổi, tao mần luôn. Đang miệng nó nhìn nó quen, tới tháng 49, nó bắt tao ở 3 ngày, tao bằng 2-3 phát, giờ tao xỉn luôn tới giờ lại. Giờ tao thấy cái ử nó tao xài, trời dữ lắm. Rồi, có một dịp khác mình nghĩ cái mình đi cúng mà lúc mà
mà đưa cái quan tài chồng nó hết. Nó cứ nó dài vô, thầy ơi, có muốn quá thầy ơi, nó cứ nó ôm. Mà mày nghĩ cái tao thì chùa. Mà nó ôm, nó nằm dạ, nó kéo toàn cái quần trăng xuống luôn. Tao bị mấy cái ngữ này bây giờ là ông thấy là thấy ông sợ rồi. Tuổi ông giờ này mà mặn lần nữa là chết luôn chứ không còn xỉn nữa. Kinh nghiệm đầy mình vậy đó. Kinh nghiệm đầy mình. Cho nên cỡ là không có cho là phụ nữ mà ở lại hay vô dọn phòng ốc được đó. Bởi vì ông nói là thật sự ông không có. Mà coi cái ngữ đó, ông gọi là cái ngữ nghe, hồi xưa miền Nam hở cái ngữ đó ha. Tụi con coi cái ngữ đó nó như vậy, ông đâu phải thần thánh đâu mà ông kìm lại được con. Nó cứ nó vô, nó cứ vậy, hỏi có mũi không, nó vô bắt mũi tới vậy, nó cứ ra. Nó vô phòng nó rà mà con nghĩ coi sao không chịu nổi. Thời trẻ trung mà. Yeah. Người thêm miếng nó đi. Ờ miếng vô hết rồi. Đó. Tông không nha. Thành ra vậy đó. Nó hồi xưa là thầy tu đi thầy chùa đi tụng đám là phải khai kinh. Rồi tụng kinh giờ tí là giờ nửa đêm á. Rồi chờ sáng hôm sau mới ra ngọ, ở trưa hôm sau mới ra ngọ. Cả đêm ra ngọ cúng dâm mới quẩy nốt về. Nói như bây giờ có xe cộ luôn. Cái bình này mắc tiền quá bà nha. Mắc không? 39 đồng một cái là nó. Ủa vậy hả? Nãy tôi lên năm bây giờ tôi cũng coi thấy có cái bình đẹp quá. Tôi thấy từ tàu nó bán thiếu gì. Từ tàu là ở đâu? Phôi sinh sản. Giống vậy nè, ông đừng tưởng như vậy. Ở trong đó bằng sắt mà. Ở đó, ông đừng tưởng. Trong đó bằng sắt thì cũng vậy, cũng mấy chục đồng một cái á. 39 đồng một cái, tưởng được rồi. Thì cũng mấy chục đồng, không biết mấy chục. Bởi vì mới nó mất cái... Mà nó nặng gần chết rồi, thấy không? Vô cái bình nước, cái cầm nặng thấy mờ. Nó có cái quai không trên này nè, đẹp lắm. Cái đó rất đẹp nữa, con này bình thường giữa 20 à. Nó mà có bộ tách nữa mà đâu lấy được, chi mất công rửa. Ủa sao? Thôi, nó quan trọng uống cái ly này nè, tôi thích uống cái ly này nè. Nó thơm trà lắm. Uống ly đặc dữ lắm. Thấy, nên người xưa đã kể rồi. Bởi vì nói từ chuyện này nó mới qua chuyện kia, dù con chó nó buồn. Buồn nhưng mà tại sao cái gì nó sao vẫn cười tươi chứ không lẽ giờ cha mẹ tôi bỏ rượu, giờ chó tôi khóc hoài. Buồn thì buồn chút vậy thôi. Ai cũng vậy chứ, đám ma chết rồi khóc chút đó thôi chứ còn lẽ ngày nào cũng khóc chết. Chút hoài rồi chết theo hả? Bởi... Có ai thì càng đã chết theo đâu. Không, ai thì không biết chứ con nói thiệt nha. Thằng Phạm Nhân Ngẫu đó là bạn... thân thiết với Trương Tấn Sang đó nghe. Nữa ông chơi toàn là lớn không vậy đó ha. Không, cái này thiệt tình vậy đó, nó chết nó bị uống rượu say đó. Nó ngủ ở ngoài xa lộ đó, nó xỉn ngủ ngoài xa lộ người ta phát hiện được. Khi mà đưa nó về đó thì nó chết rồi. Con vợ khóc tới đúng là muốn chết chung đó. Dạ, nói đó. Tới hồi mà đào cái đặt cái hòm xuống, đặt cái quan tài xuống cái quyệt á, nó muốn nhào tới vậy nè, nó chạy xuống dưới đó, biết như người ta níu nó lại, cái nó xỉu luôn. Rồi cái thằng bồ của nó đó, mới ẩm nó vô cái nhà bên hông đó, cạo gió, giác hơi rồi đó. Rồi ngoài này người ta chôn, người ta lắp đất, người ta đưa đi, nó làm gì làm, còn lại cái thằng kia vớt về nhà nó luôn. Bởi vì nó xỉu rồi. Thứ đó là nó mau lắm, tờ nó mau dữ lắm. Thôi, đó có ông nội, tôi thấy trước mắt luôn chứ không phải đâu xa đâu. Mà nó chết cũng mười mấy năm rồi. Ông rồi này cái vụ mà tình cảm nó mau bén lắm. Ông nhớ xưa tích chuyện mà đừng bao giờ cho... anh rể hay là em rể mà chở chị gái hay là em gái đi buôn không? Băng qua mấy cái sông Hậu, sông Tiền đó. Mà thời đó buôn bằng chèo không mà tôi nhớ mắc cười. Cái có bà chị bà lỡ thời. Mà hồi xưa tôi biết lỡ thời là chết chồng hay là lỡ thời là không có chồng.
miền Nam mình á. Lỡ thời tức là đâu cái qua tuổi đời không lấy vợ. À không có chồng. Là gọi lỡ thời. Cái thời sinh của thầy mà thầy đã qua rồi. Thầy không lấy tức là người ta 19-20. Cái này không biết thiệt chứ không phải là hậu hỏi hả. Mày không biết là còn quá phụ. À quá phụ là chết chồng rồi. Quá phụ là chết chồng. Dạ, quá phụ là chết chồng. Lỡ thời. Còn đàn bà mà gì nữa, còn những cái danh từ gì nữa. Quá phụ là chết chồng ha. Lỡ thời là không có qua thời, quá thời rồi. Rồi còn gì nữa, danh từ gì nữa đây, mạnh phụ. Ồ, mạnh phụ là người làm bàn bà vợ có chồng làm lớn, gọi là mạnh phụ, phu nhân. Ồ, là cái bà gọi là quá phụ này, chị vợ mà em rể trưa bữa nay hai em rể chị vợ đi qua sông để mà đi buôn nó, đi chở trái cây, chở đi bán rồi chở trái cây kia về. Mà bà quá phụ này bà nằm trưa bà nằm dưới thuyền, bà nằm chở chèo sông dài mà ông chồng thì ông cứ ông em vợ thì nó cứ nó chèo rồi cứ nó thấy bà nội này cái nằm mà hồi xưa áo bà ba quần nâu quần đen hả, lắc khoác nó cứ lắc khoác nó đưa nó lắc khoác hoài đó ông này. Ông chịu không nổi sao đó. Mà ông ngâm bài thơ gì đó mà tự nhiên bài thơ đó giờ tôi nhớ hồi xưa tôi nghe kể hay lắm mà ông ba nhớ mà giờ quên. Hồi xưa nói theo nhà dí dỏm á. Rồi cuối cùng bà giờ nó thôi muốn gì lại đây cho rồi đi mà bài thơ hay lắm mà giờ tự nhiên quên rồi. Chị vợ, chị gì cu. Dạ. Yeah. Đó, cái bài thơ đó là cái bài thơ, cái câu cuối cùng đó. Dạ. Ráp nhau rồi, nó nói con chị mình hiểu không, là chị vợ chứ chị gì con cu đâu mà mày không dám làm. À đúng rồi, ra tôi nghe. Tao là chị vợ mày chứ không phải chị con cu mày. Mần tớ luôn. Đó, câu kết cục của bài thơ đó là vậy đó. Mà không biết tôi qua rồi, bởi hồi đó nghe người xưa kể mà không có lợi, phải đâu biết bây giờ mà ngồi nói chuyện người ta bà thế giới gì đâu ghi lại. Hồi đó người xưa, ông nhớ thời xưa nhất là đồng bằng sông Cửu Long nó có những câu chuyện hay lắm. Mà đồng dầu đó là sự thật chứ không phải chuyện thường đâu, nghe sự thật hết đó. Ngày đó là cái đó là cái câu thơ của người Bắc á. Chế là người ta đặt ra chứ không phải trong Nam. Tại là chị vợ, chị cu đó là của người Bắc. Cái giọng nói, cái âm điệu đó. Không, đang gặp cái đó, chanh đó. Chè đó. Mà nó cứng rồi nha, tôi không có đâu, tôi không nhả. Không, đang có đâu mà. Đó, rồi ngậm đi, chanh. Ngậm đấy, đừng có nhảy. Tôi mới nha, ngậm một mỏng trên đại tôi. Để cho bà hôi, để cho bà thanh không. Ở trong ăn thanh long ổng giờ hai cái thanh long chà ổng cũng ngộn vô hoài, ổng liếc và ăn cái làm nhau. Trời đó nhé. Ý ra không bị ổng chà xuống trà không? Đó, ai cái nhà tôi nè, cái nhà tôi dòng họ tôi cũng ai xa lạ bên ngoại tôi đó. Giờ không cách nay khoảng tuần hay tuần tôi hỏi thì cái mợ đó còn sống đó. Nội sớm tôi giờ còn mình mợ đó là giai mợ nhưng mà thật sự lớn tuổi nhưng mà tại giai cháu bà ngoại mà. Mà nó còn sống. Tôi kêu mợ Tư đó. Mà hồi xưa cũng là cái gia đình đã bán đất cho tôi đó. Có ông chồng tên là họ Phạm, tên là Phạm Văn Trừ. Nhớ, tôi nhớ rất rõ chữ Phạm Trừ. Cái hồi đó cái biết đi coi bối, cái nói em bà thầy bối, ông thầy bối nào đó. Lúc đó tôi còn quá nhỏ, tôi không nhớ rõ. Tôi nói đây là có nghe thế nào cũng nghe mà mình không có nói xấu người ta, ý đó cái hậu quả của việc cái bối đó nha. Tôi nói là bà mợ Tư tôi đó, hãy mà sanh ra chuyến này là chết. Mà trong khi hồi xưa ở quê mà ông nhớ sanh con rất là nhiều, nhớ không, sanh 7, 8, 9, 10 người con chứ không ít đâu. Mợ Tư tôi sanh ra chuyến này chết. Thành ra bây giờ mợ Tư tôi phải làm sao làm ráng để mà coi cái người nào được để mà sao để nuôi đàn con nó nheo nhúc vậy đó. Thế thôi mà người ngoài vô thì dạ, họ không có thương con. Thế thì mợ Tư tôi mới đang nghĩ
dì Sáu, bởi vì nó khổ là tại sao hai chị em mà kêu người vợ tư, người kêu dì Sáu. Tại vì giai là bà con, là bà con, vậy là bà con bên 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 cậu hết, à, bên cậu. Dì Sáu là bà em. Đấy, O hay vậy, O ráng, O là tà tên O, chứ không phải O người Huế nghe, tên O. Giờ chị sanh đến này ra, chị chết. Giờ em mới hứa với chị, em ráng thương anh tới em, rể em. Nếu có gì em làm lo cho ảnh, lo cho mấy đứa con nha. Bà này đầu tiên bà không chịu, gái ta mới lớn ai chịu. Tới cái dài dòng lắm, nhưng mà tới cái gà lót ổ. Hồi xưa ông nhớ ông ra thì có con không biết lót ổ, ba biết lót ổ không? Ở quê rồi hả? Ở đó Sài Gòn không có quê. Nhưng mà lót ổ này thì là dưới quê ta biểu ông này ông rành lắm thầy ạ. Ông rành lắm. Lót ổ là lúc nào cũng hơi gần vẻ, thì đem lên cho cái phòng chỗ nào rồi dừng kín đít lại đang sàn 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 thái. Thoáng mái rồi đó. Thoáng mái. Thì khi mà đi cà hè, bữa đó ba đi giống như đi hồi xưa thì không có vụ, như bây giờ mà đi khám thai, nhưng mà giống như hút thuốc đi, hút thuốc để uống nè. Ở nhà mới kêu bà này phụ lót ổ cho chị em đẻ, cái khiên cái giường hồi xưa, cái giường bằng tre đó, không có rã ra được từng thanh đâu, nguyên cái giường nó sao đẩy cái bà này vô trong vách luôn. Cái rồi cái ông mới kẹt nó lại, anh ấy kẹt rồi, anh nó đem ra, dữ luôn kìa. Sau bà nội, bà chị, bà đẻ, bà đâu có chết đâu, mà sắp tới giờ này còn, mà nguyên cái làng, cái xứ tôi đó là người lớn là coi như là đi theo ông bà hết rồi đó. Mà còn lại bị tình cờ, tôi hỏi mẹ tôi, ủa này sớm mình bây giờ còn ai lớn tuổi nữa không, mẹ tôi nói không còn, mà duy nhất có vợ tư. Tôi nói một đứa bà nội đi mấy mươi năm trước lão thầy mối đầu là có bà chết rồi, vậy mà bây giờ bà em chết rồi, ông chồng chết rồi, chết lá rồi, ông chết rồi, nó tử không, lọt sổ đó. Cái tới tiền ông cực quá, ông phải lo hai bà mà cứ mà hồi xưa mà ở quê đâu có thuốc men, đâu có khoa học gì, cứ hai bà này đẻ bà kia có bầu, bà này cứ bầu ổ hoài, ổ bực mình ổng muốn đâm đầu bà thứ ba, thì mà hai bà nào cũng nghe hết đâu cho bà đâm đầu bà thứ ba. Cái làm cực quá đi, cực quá rồi cực, mà ở quê thì cái mỗi làm cái mùa lúa thì chắc cái ông trời ông chuyển hoài, nó mưa đó. Mà mỗi lần ông nổi sùng, ông bị cực khổ, cực quá rồi, hai vợ mà rồi con mười mấy đứa. Cứ hai mỗi lần mưa cái ông sùng bố, ông lấy đằng sóc á. Cái đằng sóc, ông đang biết cái đằng sóc không? Thì nó như cái tre mà. Mày bắt cái xài cái đằng sóc không? Có đằng sóc. Đằng sóc hai đầu ông này. Đu mẹ phạm trời. Ông phạm, phải không? Giờ này tôi mới nhớ, tôi lâu rồi tôi nói cái chuyện này hoài à. Nhưng mình nhớ thành ra giờ mấy ông hỏi gì, ví dụ ai hỏi với ông trời hỏi gì, thì ông mình hỏi gì ông trời hỏi đó, giống như Ngô Tấn Kiệt đó. Ông trời họ Ngô đó, thấy ông đó nè. Tôi họ Phan là ông trời họ Phan, ông trời họ Nguyễn, ông trời họ Nguyễn mà. Ông ba họ Châu thì ông trời họ Châu nghe, nhớ thì qua bố con cháu hỏi ông trời hỏi gì. Ông nói, đu mẹ phạm trời. Ông đang gặt lúa, đang ông gánh lúa đó. Ông sách đang gánh lúa vậy đó, mà ông bỏ hai cái lúa, hai đầu á, lúa cắt đem về mà chưa đập á, bỏ cầm cái đằng sóc về, đố mẹ phạm trời, cái chạy một hơi vô nhà. Cái mở tơ tôi hỏi thế, ông ơi, vị quê thì trẻ kêu ông rồi, ông ơi, ông làm gì, ông ra ông khủ tôi kia đó. Ông nói, đố mẹ phạm trời, nó chấm chấm hoài, mà thấy sao, đố mẹ phạm trời, nó chấm chấm hoài, thấy sao, ông sợ trời đánh, ông chửi mà ông sợ trời đánh luôn. Bỏ sóc kèn sóc lên rồi chạy vô nhà trốn nè. Đang hồi xưa ở quê mà cái mùa cải lương một tuần hát lần thứ bảy đó, mà đi sạc bình về coi đó, mà đang đi sạc bình đi bằng ghe mà trời chớp chớp là bất cứ chỗ nào không biết, mà đậu ghe vô leo nhà người ta uống nước trà, chứ không đi là không có nhất khoát sợ. Vậy sợ
mà chửi, sợ mà chửi với nó, chửi ông trời mà sợ ông trời. Hai cái này thằng đua mẹ phạm trời chơi phạm trừ, đua mẹ phạm trừ không tha phạm trời, thì không là phạm trừ, ông trời phạm trời. Cười. Bên hồi bên Bà La Môn cũng gọi Phạm Thiên thầy, cũng gọi là Phạm Thiên, gọi ông trời là Phạm Thiên. Đấng Phạm Thiên, dạ. Phạm Thiên là ông trời này, là ông trời đã coi như là an lành nhất, là ban ơn giáng phước cho nhân loại, giáng họa nhân loại là trong cái quỹ đạo đó đó. Rồi sao với số mấy người tu là Phạm Chí, rồi đây là người trong sạch tinh anh, là bậc đạo sĩ đó, Bà La Môn và Sa Môn đó, cái Sa Môn là của Bà La Môn sử dụng, là Đức Phật vẫn lấy cái danh từ đó sử dụng lại. Tôi nói tối qua mấy ông về coi tội nghiệp ông Tô Tấn Kiệt, ông bị đóng cái Thiên Long Sơn ổng rồi đó. Rồi ổng nói thầy chùa chơi ổng với mấy ông chi bộ chơi ổng, mà trong khi ổng nói bởi vì không có tu, không có tới, không biết ổng là thế tử. Bởi vì mà biết ai chơi thắt cả vợ chồng ông Ngọc Hoàng đẻ tới 24 đứa con, ổng dựng 24 đứa con mà em mất đứa. Thì ai chơi thất gạt thì giờ thì ổng cũng là thế tử, thì ổng thay vì ổng đó mà ổng biết người ta lấy đứa, mà ổng dựng 24 đứa. Ở trên thì ông Ngọc Hoàng bên là bà Diêu Trì Kim Mẫu là hai vợ chồng đó, mới đẻ ra 24 đứa. Mà ổng biết nào chơi thất gạt vô lấy đứa, nhưng mà ổng quên là đứa là ổng đó, mà ổng quên vì ổng đó ông thái tử mà. Ông làm đi, xin thái tử xin với cha Ngọc Hoàng cho thái tử dẫn mấy người ông tử sinh như mà thái tử Phật Thích Ca, Phật Di Đà rồi được kia nữa, triệu phú, triệu phú chứ biết đâu mà sao cái ông hỏi triệu tiểu hay là không, hay là bằng cùng bằng của nông gì cũng vậy hết á. Cái đức hạnh kiểu đó thì cái nhân cách quan trọng là cái nhân cách. No, không, anh đó, con làm ngay giờ Việt Nam Sài Gòn bây giờ này, anh biết không, có con nó học đại học nha, con những người Kinh đi lấy cái thằng người Thái mình sơn cướp á, cái giờ hai vợ chồng ở với mẹ được đứa con, cái con mới được có 2 ngày tuổi thôi, mới được có 2 ngày tuổi à, cái nó đi nó cắn đứt cái con tay út của hai, nó lóng con tay út của đứa con gái, đứa bé đó, khóc chảy máu quá trời. Cái giờ đưa nhờ là thương, mày có nó chưa kịp được đứa bé đó. Giờ nó hỏi tại sao mày đi cắn con mày vậy? Nó bảo cái phong tục của chồng tao đó, người Thái đó, nó bắt đó, muốn mà nuôi đứa con được sống lâu đó, thì phải nuốt cái hai ngón tay đó. Người mẹ phải cắn đứt hai ngón tay để nuốt. Trời ơi là trời ơi, mà nó có học đại học ở Sài Gòn rồi chứ. Phong tục chứ. Thì vậy đó, mà giờ mà không phải một lần nha. Cái mấy năm trước có cái đám khác cũng làm y như vậy, cũng cái phong tục như vậy, nó phải cắn đứt hai ngón tay để nó nuốt rồi nó nhai, nó nuốt rồi nó nhỏ xíu vậy nè, nuốt rồi để đứa con nó phải khỏe mạnh hoài, không có bị tật nữa. Ôi con mẹ nó, anh biết không, mà mình không nói sao mì và tỉnh, anh đứng phía nào anh cũng chết hết. Ở đây tôi không nói về khoa học, khoa học thì gọi là phản khoa học, tức là cái cách sử dụng vậy là phản khoa học, cách dùng như vậy là phản khoa học. Không có khoa học để chứng minh cái điều đó là đúng hết đó. Ở đây tôi không có nói về tâm linh, tại vì tâm linh thì tôi đâu có biết cái gì đâu, mà tâm linh tôi không biết cái phong tục của người ta làm sao, rồi thật sự là cái nuốt vô rồi có được hết bệnh sống lâu không, cái đó mình không biết. Nhưng mà ở đây tôi nói về cái đạo đức, cái nhân cách của cái con người đó đó, lúc mà đút cái ngón tay vô cắn đó, có biết mình đang bị đau không? Mình thử mới đút ngón tay vô, bà cắn thử coi có đau không? Rồi sao? Vì sao mà đi cắn ta? Sao coi nó cứ nhớ cái thẹo đấy. Bởi đó là cái đạo đức con người, cái nhân cách của người chứ không? Trong nhà Phật gọi là tà kiến á. Đó, thầy thấy không? Tà kiến nguy hiểm. Mình không nói tới đạo, mình không nói tới khoa học, mà mình nói tới nhân cách. Mày đút thử ngón tay của mày vô miệng mày, mày cắn thử coi có đau không? Mà mày đi cắn người ta. Nó là vì cái tâm linh của nó. Nó muốn để cho con nó sống. Tại vì ở vùng quê con hay chết bạch lắm, anh nhớ không? Đó, nó bây giờ nó làm như vậy để con nó sống dai. Nói vậy chứ thầy thấy không, ở Trà Vinh mình á,
Trời đất ơi, con của Miên à, nó ăn đất ở ngoài gốc cây me đó. Mà nó sống bỏ cù lai cù lóc à. Nó có bây giờ ngon. Nó đẻ trời, người Miên còn xanh đẻ nhiều lắm. Đẻ nhiều lắm, nó rảnh đâu mà nó coi đứa nào đứa kia nữa. Nó cho tôi vô bếp luôn, mẹ nó đang nấu khoai, lấy củ khoai lang ra, nó ngồi gốc cây nó nóng thì bỏ đại đất chứ nó đâu có biết con nít mà. Bỏ hồi nó bóp cho nó ăn à. Rồi nó ở trong cái chuồng nó bò bù lăng bù lóc ở ngoài gốc cây á, cho nên á, ý hôm trước tôi nói á là tại sao tôi nói cái tư tưởng mà của các Mác á gần giống cái tư tưởng Đức Phật Thích Ca, mà tại từ khi ông Lenin ông chọt thì cái bút ngoài bút vô nó mới có chuyện, không ông thấy á, khi mà cái tư tưởng các Mác đưa ra ăn gì đầu tiên các Mác là ăn các Mác ăn ghen, ăn ghen các Mác thì cũng hay đó, bởi vì nó là tôn giáo là liều thuốc phiện. Không, nếu như cái đầu tiên đó mà nếu đưa ra mà đừng có cái bàn tay của nhuộm máu của Lenin mà chọt vô đó thì là đúng đó, không khéo nó đưa nó nảy sinh ra những cái tư tưởng gọi là tà kiến đó, thấy không? Tà kiến nó đủ thứ chuyện ra, bây giờ cứ đó cứ lâu lâu nó nảy sinh ra một chuyện, mà trong khi á bây giờ nói ra ngàn ba bài từ trà giảng với ông nhớ không, là Bà La Môn đó nó đã có mặt đạo Phật trước 3000 năm mà trước đạo Phật, mà nó tới ngày tồi tàn nó chia năm rẽ bảy, riết là chia thành mấy chục cái nhánh để mà coi cái, tự nhiên con người cái đi làm chó không vậy, để cho ta luyện cái ăn như kiểu con chó. Vì vậy mà mới có chuyện để Đức Phật dạy đó, mà nó thì muốn vậy thì nó sẽ được cái vậy đó, thay vì mình người đời mình nói thẳng đi. Còn Phật thì Phật dùng cái cách này cách khác, tại vì một vị Thế Tôn mà. Chứ thật nó thay vì Phật nó dùng như người đời là mày muốn vậy mày sẽ được vậy, phải không? Tự nhiên con người mà đi làm chó để được sanh thiên. Thấy nó động trời, đó là cái tưởng tà kiến đó. Bởi vậy á, nói ra nó tỏ thương Đức Thế Tôn mình, nó nói mà Thế Tôn ngày xưa mà dẹp cái tư tưởng tà kiến đó, cả một vấn đề, em biết không? Đúng rồi. Vậy mà ngày nay đệ tử Phật nó dựng lặp lại đó, có chết không? Đúng rồi, cái đó là tà kiến đó. Đúng rồi. Nó dựng lặp lại mà không thấy, dựng lặp một lờ lượt. Và dựng lặp bằng cách này cái khác, cái bằng chứng, ví dụ nó dựng lặp ông Phật Di Đà. Là một tư tưởng thật sự, nếu nói thẳng là tà kiến đó, nhưng mà nói không được là lúc này đang mạnh nè. Để chi để nó trích khóe ông Phật Thích Ca. Phỉ báng Phật lịch sử luôn. Phật lịch sử không có một vùng đất, thậm chí vùng đất hứa không có. Còn Di Đà ta là vùng đất, chẳng những một vùng đất hứa rồi mà còn vùng đất vũ trụ nó bị chi Di Đà là vô lượng thọ, vô lượng quang. Mà vô lượng thọ là cái sống dai không thể cùng tận, là thời gian chứ gì. Mà thời gian xưa nay nó gồm quá khứ, hiện tại, vị lai, còn đằng này thời gian này nó không có, gọi là vô lượng thọ. Còn nói về không gian là vô lượng quang, không có không gian nữa, bị chỗ nào không có ánh sáng hết, thì phải Phật vũ trụ không? Ngoài cái vùng đất hứa rồi mà còn một cái vùng đất trùm cả năm châu bốn bể vũ trụ trời đất này luôn, chị ghê chưa? Nhưng mà thật chất ra đó thì cũng may là còn cái dân trí thức mà quá ít đi, bởi vì họ thứ nhất họ nói ra, thí dụ giờ tôi nói về cái đó, ông không tu tịnh độ mà sao mày đặt ông chọt mỏ ông vô, ông nói không trúng tịnh độ, bây giờ phải không? Cái nó nói vậy nó gọi là khỏa vú lấp miệng em á, ông tu đi rồi ông phải nói, thí dụ vậy đó là chuyên môn. Bây giờ là cái đám tịnh độ là nó chuyên môn, nó kích bác vậy đó, hãy mà cái gì mình cái nó chơi khỏa vú lấp miệng em mà bà Phương Hằng bà nói vú mày mà tôi vú tao vú mày vú tao không khỏa vú lấp miệng em. Chơi mà mình không tu cái đó pháp môn đó, cái là nó nói mình không tu sao biết mà nói pháp môn đó. Thế dụ vậy, thành ra cái nạn Phật giáo bây giờ đó là cái nạn. Thì một số thôi chứ mình không nói hết, bởi vì dĩ nhiên có các vị thánh tăng. Nhưng mà đại đa số nó hiện thân lên rồi nó phá hoại một cái này cái khác, là nó đưa nó dựng lập đủ kiểu đủ cách để mê hoặc Phật tử, để cho nó tan nát cái Phật giáo. Chứ nếu như Phật giáo là trí tuệ, là khoa học, thì chúng sanh là nó không có đi đứng. Nó sợ cái tâm lý của ma đó là nó luôn luôn làm cho chúng sanh đi đứng, ông nhớ hai cái khác nhau. Còn Phật á thì luôn luôn muốn cho chúng sanh an vui, thấy không? Ông đi tới một cái đạo tràng gặp một ông thầy cũng vậy nữa, ông thầy nào mà ông luôn luôn nói để cho hòa Phật tử nó hòa hợp, để cho mọi người thương yêu nhau. Ủa cái này sao nó bị trắp ra không ạ?
xin lỗi, tôi đang nói mà tôi bị động. À, thương yêu nhau thì ông không có nói những cái điều cho chúng sanh nó bất hòa. Ví dụ như tôi đó, xin lỗi đi, tôi không phải là tôi tốt đâu, nhưng ví dụ như Phật tử tôi tới, tôi tiếp cái mắt chứng cho mấy ông. Nhưng mà tôi cũng mời mấy ông hàng ngày đây chơi lên gặp Phật tử vui, thăm nói chuyện chơi tình nghĩa, vừa tình đạo vừa tình người, nghe không? Ý nó còn ngược lại, ví dụ như tôi kế thế không à, Phật tử tới để tôi tiếp riêng, tôi là cúng dường, tôi đâu thích ai cần thô tới đâu. Hay là tôi có mục đích riêng gì đó, mà không có. Tôi luôn luôn tôi nghĩ vậy đó, đời nó rõ ràng, nó song song. Tại vì mình không lo chú tâm thôi, chứ mình chú tâm mình nhìn. Nhưng mà thầy ơi, nhìn nó như con xin hỏi thầy cái này là trong kinh Phật đó, có bao giờ Phật nhắc tới Phật Di Đà không này? Thật sự trong kinh xưa không có. Năm chỗ kinh nhắc tới Phật Di Đà. Thì năm nữa mà thật sự sao này chứ xưa không có đó. Kinh Nakia đâu có nói gì đâu. Đâu có năm tiểu bộ kinh, tiểu kinh Di Đà, vô lượng thọ, rồi quán vô lượng thọ, rồi kinh Hoa Nghiêm, rồi kinh Pháp Hoa, rồi sao thôi. Thì đó là đại thừa sao rồi mới có thôi, chứ còn Khởi Thủy đâu có đâu. Chứ Nguyên Thủy không có. Không có cái gì về kỳ A Di Đà rồi. Không có nói gì tới A Di Đà. Tiểu trung bộ rồi không có. Là người ta nói như vậy cũng có lý này. Người ta bảo ok, anh gặp người đường có nắm cái bè phao ở trên sông, người ta đứng chết đuối, người ta không biết bơi, người ta phải ôm cái phao đó. Bây là... giờ anh bảo là ok, mày bỏ cái phao đi, mày vô đất liền rồi đó, vô đất rồi đó, vô nông rồi đó, không có đấy đó. Nó trước mấy nó chịu bỏ. Nó không chịu bỏ. Khi nào ta tới bờ rồi ta... Đó, vấn đề quan trọng là anh sai, anh kéo người ta vô bờ được. Thì người ta bỏ. Cái lý luận thì lý luận kiểu nào cũng được hết á. Ông nhớ ngày nay là ngôn ngữ văn tự lý luận kiểu cách nào cũng được hết. Nhưng mà thật chất đi vào cái nội dung để mà mình tu để mà nó đạt được, nó không phải chuyện dễ. Lý luận cái nào cũng được hết. Diễn viên, ví dụ như hôm tôi có thằng tên là Tào Văn Tháo nào đó. Đúng là Tào Tháo mà nó rặt nó Tào Văn Tháo đó. Lý luận cái điều tôi cũng nói dù Phật Di Đà cái đó đấy. Tôi nói lý bỏ sự, mà lý sự không lý sự sao viên dung. Nó bắt tôi với sự, rồi gặp với bà vô quýnh á, tôi nói thôi đâu mà cãi với cái thằng Tào Văn Tháo đã nói, nó chấp nhận nó Tào Tháo rồi. Nó là thuộc cái loại còn trọt lại bánh xe rồi mà không. Kiểu như bây giờ đó, dĩ nhiên lý sự nó viên dung, ai biết lý sự viên dung. Nhưng mà mình nói vậy là cứ mình giống như ông đó ôm hoài cái bè cái phao vậy. Dĩ nhiên trong cơn đau khổ của ta bà, ai không có đau khổ? Ai đau khổ? Giờ tôi là đau khổ, đây là giờ này tôi mới đau khổ dữ nè. Tự nhiên hồi xưa giờ đó, tôi nói xin lỗi, ngày xưa mà muốn tự do uống chung trà, muốn tiếp mấy ông mấy tiếng đồng hồ cũng được đâu dễ. Ăn nhở đậu ta làm sao dám ngồi tiếp tự do hơn vậy? Người ta đi làm mình ngồi tiếp cũng không được. Hoặc là không đi làm mà thí dụ ở nhà người ta mà mình ngồi vậy, ta đi làm rầm là bộ ta phải luyện mâm vàng chén, chịu nổi không? Bây giờ tôi mới thấy tôi đau khổ rồi, giờ tôi tự do vậy nè, không ăn mà ăn, ngủ nào ngủ, nhưng mà nhân sanh trí dị sanh, mà trí sanh chi dị lão. Tâm trí nhất thiết sanh, bất giác vô thường đáo nè. Thấy nó uổng rồi đó. Khi đã dậy cái thấy nó uổng rồi, nó không biết còn bao lâu nữa mình nó... Thì bây giờ tôi nói á, người ta đau khổ thì gặp có cái vùng đất hứa thì nhiễn nhiên là ai cũng vui rồi, vì cuộc đời này khổ quá mà. Nhưng mà hứa cho người ta để người ta an đi rồi, bây giờ tại sao không phân tích cho người ta nghe? Thật sự trên đời này không làm thì nó lấy đâu mà hứa. Chỗ này đó, mở mặt nó liền nha. Yeah. Quay trở lại chủ nghĩa Mác á, chỗ này nè, làm để mà hưởng lên nè. Chủ nghĩa Mác nói vậy đó, làm theo lao động mà hưởng theo năng lực á. Yeah. Cái này là lúc này là lúc này là ông lên đi, nó chưa chọn bút vô nha. Đúng rồi. Chưa lên đi, chưa chọn bút vô à. Đó, hồi nãy giờ thầy nói đó nghe, là có hai vấn đề cần phải nhắc lại để cho nó rõ nét á. Thứ nhất là về các Mác Lênin đó, nó vấn đề này nó đang nhạy cảm lắm thầy. Ừ. Nhạy cảm lắm, tình hình hiện nay nó đang rất là nhạy cảm. Thầy nói các Mác thì ok, thầy đưa ông Lênin vô,
Lý do là thời buổi này Việt Nam Liên Xô nó đang nhạy cảm lắm, Trung Quốc các tình hình chính trị nó nhạy cảm, thành ra không bỏ qua một bên, nhưng mà cái chủ nghĩa cắt mắt ăn ghen đó nó nạo nãy nó gần giống như cái chủ nghĩa của ông Phật, là ông mong muốn như vậy mà không biết có ai làm được vậy không đó. Nói vậy đó. Người ta ước muốn của ông Phật muốn vậy, mà chúng sanh có được như vậy không, cái được thì ai cũng thành Phật như ông hết rồi, làm theo ổng đi rồi được vậy đó. Rồi cái thứ hai nữa là hồi nãy thầy nói cái chỗ này là cái cần phải nhắc lại để cho nhiều người ta chú ý đó. Phật ai nói là Phật A Di Đà thì có vũ trụ, có không gian, có thời gian, có cái gì cũng có, rồi ông Phật A Di Môn Thích Công thì không có gì hết. Thì cái này mới là cái mục đích của ông. Tại nó là không, ổng đã không, ổng đi đến cái giải thoát giác ngộ, ổng còn cái gì không có gì, cái gì cũng, nhưng mà nó lại có không đó mà nó lại có tất cả, thì cái này là một cái điểm chính, một cái điểm chính mà để phân tích về Phật học có ngang trời, cho nó bao la dữ lắm. Bởi vì cái không của ổng nó trở thành có rồi cái đâu có cần phải ai chứng minh là tôi có gì, ổng đâu cần chứng minh ổng có gì đâu, mà ổng có tất cả. Nhưng mà ngày nãy cái nói không được. Thí dụ như là sáng này tôi gọi là tôi delete đó, tôi unfriend bạn bè đó. Mới tôi coi ai mà cứ mà quan nghênh quan hỷ chúc mừng ngày biết cái gì đà là tôi unfriend nha. Không phải là tôi ghét gì, tại vì nó giống như họ tu cỡ đó, trình độ đó thì mình thôi, mình coi như mình unfriend cho nó rồi, chứ còn mình cảm thấy mình không đủ cái khả năng để nói tiếp cho họ nghe. Mà tôi nhìn lại trăm hết 99 người rồi, nếu là Phật tử không thấy được cái sâu nữa, thật sự không ai cũng vậy, cũng nữa. Là hoan nghênh ngài Vía Phật A Di Đà trên trò cứ vậy thôi. Đó là tại sao cần những người như thầy để kéo người ta vô bờ, mà kéo mình không dễ kéo. Đó là cần như vậy. Tại sao cái nhiệm vụ của thầy quan trọng là như vậy? Tại sao thầy kéo vô tự yên tâm anh này? Nghiên cứu chút xíu về địa lý đi, tác động địa chấn học địa lý rồi gì đó anh mới thấy nè, bao giờ cái sóng bờ đó nó cũng mạnh hơn là cái sóng bình thường ở ngoài á. Ở ngoài anh thấy nó trào cấp 7 cấp 17 rồi vậy đó, nó trào rồi nó tan, nhưng cái sóng bờ này nó mạnh lắm nha. Nó vô tới bờ rồi là nó quánh nó đùng luôn á, nó quánh tới bến, bởi vì nó không còn gì để cản nó nữa, nó quánh nó luôn đó. Nên cái này thầy phải cẩn thận. Không thì bây giờ mình thì tự do rồi, kéo như ổng thì tự được do là mình không có kéo đúng người, chứ kéo đúng người nó quánh sập không. Không, bây giờ nó ngay tự do như vậy là sao vậy? Tôi nói mà tôi không sợ là sao? Thứ nhất là mình trên đài là mình sợ thế lực, cái thường thế gian tôi sợ thế lực, sợ tiền tài, sợ đồ chúng, mà ba điều này tôi cũng sợ. Bởi vì thế lực tôi không cần, ở Mỹ này là không có thằng nào mà hiếp được thằng nào, mà nó không khe chuyện đó. Chừng nào mình phạm cái lực của quốc gia đó thì mình sợ, còn mình không phạm luận cái chuyện tôi có quyền tự do ngôn luận theo cái ý nghĩ của tôi. Tôi không phỉ báng ai, dẫu mà Di Đà có không nữa, chuyện đó chừng nào mà ổng là có con cháu đó, ổng nó đi kiện tôi đi, còn này con cháu ổng là ai, cho nên tôi không khe. Tôi chuyện chuyện Mỹ nó không khe chuyện đó, cho nên mình cứ việc là tôi không sợ về thế lực, không sợ gì tiền tài. Là tại sao bây giờ này thật ra tôi không ăn uống bao nhiêu nữa, mà nếu những cái tín đồ mà thật lòng đối với tôi thì họ lo tôi, mà tôi tiện tặng mà tôi đủ rồi, tôi không có khe mà phải còn cần mà phải nói vừa lòng người này chiều lòng người nọ để cho người ta cúng dường cho mình ăn. Tôi không sợ đó, không sợ đói, không sợ nghèo. Thứ ba là không sợ quyết, không sợ đồ mất đồ chúng, bởi vì tôi nghĩ có gì đâu mất. Nhớ đồ chúng đeo theo mình mà gặp có thứ gì đâu không, như trời nói thẳng là điên khùng luôn nghe. Nó tới mình là cứ nó nai cái là tà lơi sóc sơn chuẩn bị nổ, có ông xuất hiện bữa nọ cái đồng bằng sông Cửu Long, bây giờ là chính khúc sơn đây là chuẩn bị thánh nhân xuất hiện, bữa kia là thầy chuẩn bị thầy về Việt Nam rồi chuẩn bị thầy đón coi như Phật Di Lặc xuất hiện, chứ coi như cộng sản bỏ chạy hết rồi, cứ nhiêu vậy không là tôi điên cái đầu tôi à, là tôi biết hết tôi khỏe thì là ai thích thì tới, không thích thì biến. Tới tôi cũng không chính trị, tôi nói cộng sản tôi cũng không theo, mà cộng hòa tôi cũng không tham dự, bởi vì mình tu rồi, mình
nói cái đảng Thích Ca Mâu Ni của mình nên là nói cái đảng hơi quá chứ, nói cái cách của Đức Phật dạy nên mình làm không rồi, không hết, học không không xong nè, thì mình theo cái tổ chức nào nữa, phải không? Thành ra ba điều đó tôi không khe, thành ra giờ cứ việc nói, ai thích thì nghe, không thích thì thôi. Thậm chí họ nhân nào quả nấy, họ không thích nghe chân lý thì họ chưa có mở mang trí tuệ, mà mình nhắm mình có đủ cái khả năng để mà phân tích cho họ, để cho họ tâm phục khẩu phục chưa. Bao Công hồi xưa ổng là tài ba đi, mình nói theo kiểu phim truyện thì ổng dỗi vậy đó, xung quanh ổng nào là Công Tôn Tương Sách, nào là Triển Chiêu, nào là những dân toàn là giỏi không đó, vậy mà đâu phải ai cũng không phục khẩu phục ổng đâu. Kể cả Đức Thích Tôn của mình, đâu phải hồi Đức Tôn còn sanh tiền ai cũng quy hàng với ngài đâu. Kể cả Đức Chúa Giêsu nó gần đây cái vùng đất thánh giá đây, đâu phải ai cũng tôn trọng Đức Chúa đâu. Rồi nói tới tất cả các gì tiên đế của chúng ta cũng vậy thôi. Thôi thì bây giờ mình có may mắn mình sống được cái đất nước này là cũng là một điều may mắn cho mình. Để mình nói lên những cái chính kiến của mình được phơi bày, được trình bày, được mở mang, thì mình như vậy mà phát huy, thấy không? Còn chuyện mình không đụng tới ai, nói là nói vui chơi, ví dụ như chuyện của Tuấn Kiệt là chuyện của ổng, ta có tiền ta muốn làm gì ta làm, mình nó mắc mới gì mình xem dự làm gì, anh mà anh dành có tiền, anh có nói anh mà Phật xuống mà kéo anh đi chơi, chuyện cũng có anh có tiền đi được anh đi. Chứ mình nói không có thì chi cho nó phiền, thấy không? Ông nói là ông về ông gõ vô cái phim đó là Thiên Long Sơn của Ngô Tấn Kiệt bị đóng cửa đó, cửa thằng Tiến Dũng Media đó, nó mới bóp lên, nó mới đăng lên. Ông coi ông nói hay lắm, coi như là từ Nguyễn Bỉnh Khiêm Trạng Trình nha, Lê Văn Việt, Tả Quân Lê Văn Việt nha, ông Lê Văn Việt, Nguyễn Trung Trực thì Tảo nha, rồi cho tới Hùng Vương nha, rồi cho tới thiếu Quán Âm, mà tôi nói ra ra không được, thiếu âm đó là chưa về dạy ông thôi. Thế còn tất cả mấy ông này là về nói chuyện với ông hàng giờ hết. Ông nói tổng tiên bố vậy đó, coi như là về dạy mà dạy mấy chục năm trường không ấy nha, chứ không phải dạy một ngày một bữa, dạy vài năm như mấy ông mà theo chùa nào đó vài năm đâu. Mấy ông này là dạy mấy chục năm trường luôn, theo dây đây đó. Thậm chí ông Phật Thầy Tây An nha, thậm chí ông Quỳnh Giáo Chủ nha, dạ. Rồi còn cha Ngọc Hoàng với bà Thiên Hậu á, là bà và Diêu Trì là coi như là thường xuyên luôn, đẻ 24 đứa con mà nó sao vô cân cấp mất mất đứa rồi, còn đứa chưa có xong nó chưa gắn lên. Ông vậy ông coi ông thuyết tình hay lắm, ông làm gì mà ông lên tới tỷ phú dữ vậy? Làm cái ba cái đồ về, làm cái ba cái mẫu của mấy cái đồ mà máy mà làm về quang tuyến á, ông làm không? Tôi từng thưa đó, ông hỏi tên ông là ông thưa đó, bởi vì nghe nói là ông bỏ 1 triệu đô ra ông thưa đó. Nhưng mà thầy ơi, giờ có vấn đề này nữa, tất cả trong nhà Phật nói về vấn đề nhị nguyên, thầy nói thiện với ác đó. Nhưng mà nếu mà thầy theo thiện cũng chết dở, thầy chống ác thì cũng chết dở. Mày thầy theo ác mà chống thiện cũng chết dở. Đó. Nên ông Bồng Lam mới đặt đệ tử ông tên Nghị Nguyên đó. Đó. Nhưng mà nếu mà đạo Phật mà lấy cái chung dung lên á, thì thầy nhìn lên cao hết để vượt lên cả cái Nghị Nguyên đó được này. Đó là đạo chung dung của nhà Phật đó. Vượt lên trên cái Nghị Nguyên đó. Thế mình vượt lên được thì mình an lạc thôi, mà thực sự mình đang sống mình không dính mắc cái gì cả, không thiện không ác. Khó lắm. Nó chứ đã xuống cuộc đời này là phải là phải có trách nhiệm và bổn phận. Còn ví dụ cho nên nói là nó chơi thôi, thật sự nói là ý nói vậy đó. Làm không được. Chứ bây giờ ông giờ bây giờ anh theo thiện, anh gặp thằng ác anh khó chịu lắm. Giờ anh ở cái cõi ta bà thế gian này, đang ở cái chỗ mình đang sống này đây nè. Là không thể vượt khỏi cái đó rồi. Bây giờ anh muốn cái đó anh lên núi nào một mình anh đi. Không thiện, không ác, không ghét, không bỏ, không gì, tất cả mọi thứ đều không á. Anh đi ra cũng mình anh đi vô cũng mình anh á, thì không ai đụng anh, mà anh cũng đụng tới ai hết á, thì có thể anh sẽ vượt lên trên à.
không đây không ai đụng tới anh nói anh đừng có dính mắt thôi anh thấy anh biết thiệt biết ác hàng ngày dính mắt hàng ngày anh đang sống anh tiếp xúc mỗi ngày không thấy không phải dễ trướng con mắt anh phải nói anh câu không phải dễ vướng rồi đó ví dụ như có một vị thiền sư ổng như ông Đan đi ổng có công danh sự nghiệp trình độ vợ con rồi nhà cửa cơ sở rồi ngon lành ổng nói thôi nhưng mà ổng thấy ổng có trình độ nhận thức mà ổng thấy về bao nhiêu năm rồi cũng cắt bụi tương lai cũng trả về cắt bụi là nói chuyện là lúc nào cũng cắt bụi trả về cắt bụi ổng nói thôi giờ ổng phát tâm ổng đi tu ổng buông hết giao hết ổng đi tu ổng leo lên núi ông tu coi như ông ba nãy tôi nói là như ông Đan rồi giờ như ông ba mới nói ra leo núi tu thì sau đó mấy mươi năm sau cũng có một cái tên nữa giàu có cũng y vậy đó cũng đi tìm ông thầy coi ông thầy nào mà bỏ được nhị nguyên đó để mà đi tu để cho nó mau thành chứng quả chứ mình cũng làm từng làm tranh giành cũng làm tội cũng cơ sở này cơ sở kia rồi bây giờ phải tu cho lẹ tu cho gấp để thành chánh quả nghe thì tôi nói chỉ có tu chừng nào anh bỏ hết tất cả anh buông nghị nguyên không còn đối đãi nữa đó bây giờ mà chỉ có cái ông thầy mà hồi xưa cũng như anh vậy đó mà từng đi tu leo núi tu mấy chục năm nay tôi không có thấy mặt như là chắc ông đó giờ chắc đắc đạo rồi đó thì giờ anh phải đi anh là kẻ hậu bối thì phải đi kiếm bậc tiền bối cỡ đó đó chứ còn tôi cỡ thầy tài là tu lơ tơ mơ lắm phải đi kiếm cỡ mà trắng trong như giác hoa vậy đó giác hoa thiệt là giác hoa thử bàn tay trắng trong vậy đó rồi là hỏi nhị nguyên cái bắt đầu anh này anh hỏi thăm đường anh lên núi anh kiếm cho ra cho bằng được cái ông này ra bằng được cái ông này xong cái ông này ông ấy ông này thấy có người cùng hướng với mình thì cũng từng công danh sự nghiệp rồi bỏ đi tu mừng quá rồi vậy là bây giờ bữa nay là mình đủ trình độ đủ đắc đạo là bây giờ mình dạy tín đồ rồi đó nghe coi như hồi đó giờ là mấy năm nay nhờ mình miệt mài để khiến vậy mà mình ở trên non núi này mà cũng cái hơi này nó cũng bay xuống được tới cái có người nó tới đây nay cơm bồn nước lên kiếm xong cái này thật sự chú mày chứ mấy mươi năm nay tao tu tao rất an lành nhưng mà lạnh lắm nghe con lạnh lắm cái nhỏ đó, nó lấy điếu thuốc nó hút cái ông này ông nghe cái mùi thoang thoảng thôi ê mày cho tao biết rồi mấy mươi năm nay thật sự mày tao cũng thèm quá rồi nhưng mà tao coi như bỏ hết tất cả này cái này thằng nhỏ rút ra cho đứa nó giàu sao chuyện này chuyện nhỏ mà tu là quan trọng cái tâm thôi chứ điếu thuốc mà nhầm nhò gì nữa không điếu thuốc mà nhầm nhò gì hút điếu thôi mày coi nếu mày muốn học đạo thì tao sẽ dạy cho mày nhưng mà mày nhớ kỳ sao mày có lên mày đem khát há nha mày đem khát há chứ đừng đem con gói uổng lắm lỡ lần lên đây là khó nghe con tao mấy mươi năm tao tiếc khách xuất tiếc khi tao nhớ cái mùi thuốc tao thèm hết anh xong rồi nói thôi hai người nói chuyện đào não nói mày mấy mươi năm nay dưới đồng bằng thì nó có thay đổi gì không? Nhà cửa giờ sao? Rồi làm ăn rồi vậy sao? Rồi vàng rồi kim cương rồi nó có lên giá tụt giá sao được kia rồi hồ cái ông đèo nó đứng vậy mẹ nó tự đâu đi tìm được thầy chùa nào giải thoát ai vậy mấy mươi năm rồi cũng nhớ như in vậy từ gã xuống núi luôn thôi trở về cái vợ với con ăn hiền làm lành đàng hoàng không còn cần đi tìm cái đã nằm vượt khỏi cái nhị nguyên nữa thà ở trong đục mà thanh hơn là ở trong thanh mà vẫn đục đó cái tưởng sao mấy mươi năm bỏ hết tất cả bây giờ nghe đứa thuốc là coi như thèm mình ăn thì sao mà có lơ mình nhớ mang khá khá rồi hồi cái hỏi cái gì mấy năm nay với đồng bằng làm ăn sao rồi kia vàng từ cái đồng học ông Đan đi thầy cái đó biểu ông đó đi học ông Đan đi ông Đan ông nói là ta thắng ta là thắng tất cả ông này ông dữ lắm rồi này ông nói những cái câu mà dữ dằn lắm rồi nha hồi xưa giờ người ta nói cũng hay mà ít có ai mà thắng được chính mình lắm khó Phật nói cái đó Phật nói mười điều tâm niệm của Phật cái đấy
chiến thắng huy hoàng nhất là mình thắng mình, là huy hoàng nhất. Chiến thắng ngàn quân giặc không bao giờ chiến thắng mình. Đó, huy hoàng nhất. Đồng nghĩa với cái chuyện á là anh gạt ai được thì gạt chứ chính anh gạt không được. Đúng. Đó, mình thắng nó không được đó. Mình thắng nó không được. Mình thắng nó không được đó, nên đó khó lắm, khó nhất nên là huy hoàng nhất. Đơn giản đâu, muốn đâu vậy. Mà thôi thì mình cũng cầu mong như vậy thôi. Ước chứ ước đấy, thầy cũng bảo đó nhiều đời lắm chứ phải một đời vậy đâu. Cho nên mà nhị nguyên mà muốn tiến thắng được đó phải nói cái trình độ cỡ gì mà cạc. Bởi mới đưa ra gì mà cạc đó. Ổng đạt 5 cái cảnh giới gọi là ba ngũ bất tư nghì á. Con người ổng phải bất tư nghì. Ổng vợ con cái đóng nhưng mà không bất tư nghì. Không gì. Đó. Rồi cảnh giới bất tư nghì là cái chỗ ổng ở giàu có sang trọng, ổng không cần gì khác, ổng không thèm coi cái đó như đồ dễ rách của ổng. Rồi tập hợp bất tư nghì. Ba thứ rồi quyến thuộc cũng bất tư nghì. Rồi sinh tử tự tại nó giống như là cái con người ổng nó rất bất tư nghì nữa. Bây giờ mình sao bất tư nghì được. Bây giờ ông thử cái bữa nay mà ông tính xin lỗi nghe, nó nói xin lỗi rồi bữa nay mà ông lỡ bà nào mà ông chở bà nào đi làm giấy tờ, ví dụ như đi mà bà làm bà xin tiền có tem được mà bà không biết tới mình, mình dầu ông cười vậy nhưng mà trong bụng nó phải chi mình làm không được, không nói cũng là đâu phải bất tư nghì. Đằng này bất tư nghì, nhưng mà nếu bất tư nghì được thì ông phải có tiền dư. Tiền dư cái gì là ông làm ông không nghĩ gì tới, còn bây giờ ông còn phải chạy tiền ông để mà nhà cửa bỏ vô miệng này kia nọ thì làm sao bất tư nghì được. Ngày mai tới hàng đóng bill mà không đúng được. Rồi đó, thành ra đó muốn bất tư nghì không phải chuyện dễ, bởi vì mới buộc làm Phật giáo đạo thường mới đưa ra hình ảnh đó như ba cặp. Rồi mới rồi sau này ở Việt Nam thì có ông Đại Trung Thượng Sĩ bất tư nghì đó. Bây giờ mấy ông muốn đối đãi vượt nhị nguyên là ít nhất cũng phải cỡ Tệ Trung Thượng Sĩ. muốn bà vợ nào có bà vợ đó, ông nó muốn nữa đâu. Rồi bây giờ mấy ông nói chứ con vợ già, con vợ cổ sẽ hoài nó kháng gần chết rồi. Đố giam nhung nhích. Thấy không? Đâu bắt tư nghì được. Còn tới nhiều gì. Ok thôi, còn thầy, con đi nghe thầy.